cây gì đó, và lấy đi dọc đường mình lấy Google lại khoảng 5 cây. Ok, hôm nay thời tiết có vẻ sầm sầm vì là hơn 5 giờ rồi. Trưa nay đi về bạn đã đến mẹ, sáng nay dậy sớm nên là nghỉ ngơi một chút, thành ra là hơi bị muộn. Gửi xe. Đây, gửi xe này, gửi xe. Có vẻ hơi vắng. Chị ơi, hôm nay vắng thế này hay là người ta về hết rồi chị? Hôm nay vắng hay người ta về hết rồi à? Hay chỗ này nó vắng như vậy à? Dạ, mới về này. À thế ạ. Đây bên này đang sợ gì? Quay nào, quay. Cấm trải bạt ăn uống trên bãi biển. Vãi chả, măng quá. Mấy công trình đang xây dựng để dở dang này. Anh ơi, chỗ này họ định xây gì mà lại bỏ dở này anh? Chỗ này họ định xây gì để bỏ dở à? Họ đi sọt à? Để bỏ dở dang này à? Mỗi khi bãi này có đông mà. Sao hôm nay nó vắng vậy ạ? Thế là như này là người ta về hết à? Mưa rồi, có hột mưa xuống rồi. Nhiều rằng dừa chắc là khu resort hoặc là căn biệt thự riêng các bạn. Vắng vẻ quá. Lại chân bị đau chẳng muốn đi thế nào. Lên trên kia thì hơi xa. Hay mình thử lên trên đó xem. Một đoạn thôi. Đi xuống phía cát bịn mà ướt ướt ở dưới này thì sẽ dễ bước chân hơn. Cát này thì hơi xịn, nặng. Cái khoảng giới hạn này tắm ở trong này thì không biết là phía ngoài này mình không được tắm như sao. Ôi hột mưa rơi xuống rồi. Ướt ván nha. Sóng nhỏ thế này vẫn lướt được à. Hay nhỉ, nước rất là nhỏ vẫn nước được.
Thanh niên cơ thể đẹp luôn đấy các bạn ơi. Mình nói nghe vẻ nhỏ thế phải. Hôm nay lại không cầm mic đi nữa. À không phải, mình cầm mic đi nhưng mà cái mic nó bị một cái hết pin, kéo pin. Phía trên kia hình như đông người hơn này. Dạ cái cọ này thì chắc là khu này các cái resort đã hoạt động rồi thì sẽ có nhiều khách du lịch ở này. Và họ tiền thì họ ra bãi tắm phía này luôn. Trong đây quê ra thì hết đằng kia thì chắc xa lắm. Mưa rồi, mưa nhiều hạt hơn rồi. Chặt bị chưa? Mọi người cùng ngắm biển, nghe tiếng sóng biển với mình nha. Đấy chả, cái xe máy chở đồ chuẩn bị đi qua các bạn ơi. Chở lưới đây. Xe tay chớp. Mình quay ngược lại đây.
khách người nước ngoài đang dạy cho một anh trai kia trượt ván, lướt ván. Kinh lần đẹp quá mà mình không kịp quay. Nói chung là tất cả mọi thứ cần một thời gian để luyện tập. Nằm luôn. Nhặt ốc biển. Mình này quay về chỗ này đây. Trên kia thì có đông đông người kìa. Và có rất là nhiều thuyền thúng. Buồn rồi nhưng mà mọi người cũng đang dẫn nhau bó hỏng ra biển để tắm thôi, mang cả bạt này, chắc để ăn nướng luôn hay ăn đồ gì luôn đây. Ai chà, camping luôn à, mà chờ thì đang sắp mưa luôn nhé các bạn.